Kính thưa cộng đoàn, hôm nay cùng với giáo hội chúng ta mừng lễ thánh Philip và Jacob tông đồ. Thánh Philip là người xứ Bethsaida. Thánh nhân là một trong những người đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi. À, chính ngài đã mắt cho Nathanael tin mừng lớn lao này. Đứng mà sách luật mô và các ngôn sứ nói tới, chúng ta đã gặp đó là ông giê -xu, người Nazareth. À, thấy bạn mình hoài nghi, à, Thánh gia -cô -bê đã thúc giục, cứ đến mà xem. À, Nathanael sau khi đã gặp Đức giê -xu và nghe lời Ngài nói thì đã tin. À, phê đã xuất hiện nhiều lần trong tin mừng. À, lúc chúa Giê-xu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, à, làm trung gian cho những người ngoại giáo muốn gặp Đức giê -xu. Philippe cũng là người đã xin Đức Giêsu lại ngài xin chỉ cho chúng con thấy cha thế là đủ cho chúng con người ta nghĩ rằng ngài đã đem tin mừng đến cho người then sau ngày lễ ngũ tuần và chết rất Thọ ở hetrapolis tại Phrygia. còn thánh Gia-cô-bê mà chúng ta mừng lễ hôm nay là thánh Gia-cô-bê hậu con ông anh phê còn gọi là gia hậu để phân biệt với gia tiền là con của ông jbd phân biệt này không mang ý nghĩa gì khác ngoài việc tránh sự nhầm lẫn khoa thánh kinh còn nghi ngờ không biết có phải gia hậu này là anh em của đức giê xu và là tác giả của thư gia không nhưng mà phụng vụ roma thì lại có sự đồng hóa và xác nhận như thế. À, trước khi các tông đồ tản mát mỗi người một nơi thì à, họ chỉ định thánh gia à, làm giám mục Jerusalem. À, ngài là linh hồn của cộng đoàn Jerusalem. À, vì ngài làm cho nhiều người trở lại với Đức Giêsu nên bị bản án ném đá. Thật ngài đã chịu tử đạo và đang khi quỳ gối cầu nguyện cho tên lý hình đang kết thúc đời mình bằng một thanh sắc dán xuống người trong thời điểm mừng lễ vừa qua rồi một thông tin làm cho người ta phải suy nghĩ rằng là à, theo thống kê về những người chết do tử vì đạo thì nước nhật là số người chết à, tự tử chiếm hàng đầu thế giới vậy điều gì đã khiến cho những con người trong một đất nước có nền kinh tế mạnh thứ ba trên thế giới à, à, sau hoa kỳ trung quốc lại đi tìm đến cái chết trong cô đơn và tuyệt vọng như thế một điều khó hiểu nữa là à, đa số những người chết vì tự tử ở nhật bản thì lại là có những người rất trẻ có công việc làm ăn rất ổn định và có địa vị cao trong xã hội như vậy đâu phải nghèo khổ già nua bệnh tật là bất hạnh nhất của đời người hóa ra cái làm cho con người ta trở thành kẻ khốn cùng nhất trong cuộc đời này đó là họ không thấy ý nghĩa được và giá trị của cuộc sống khủng hoảng trầm trọng nhất của xã hội ngày nay là sự hoang mang trước những vấn đề về mang tính nhân sinh con người sinh ra để làm gì và con người sẽ đi về đâu tất cả những vấn nạn này chỉ giải đáp được tận căn khi đối diện với chúa và xác tín rằng chính ngài là con đường là sự thật và là sự sống. Đây là cái mặt khải rất quan trọng Chúa Giêsu gửi đến cho con người chúng ta. Đời người là một cử hành cuộc cử lữ hành liên lỉ nhưng khổ thay nhiều người đi mà không biết mình đang đi đâu nên dừng lại hoặc để cho cuộc sống cứ mặc tình cuốn họ đi chấp nhận cuộc sống của kiếp lục bình trôi bồng bềnh không định hướng À, một số khác thì không thấy đường đi và cũng không biết đường đi nên theo số đông họ chọn số đông làm chân lý cho đời mình nhưng số đông đó con người chọn con đường thanh thang để tiến bước vì nó dễ dàng và hấp dẫn thế nhưng mà rồi chúng ta thấy những con đường thanh thang ấy nó lại dẫn đến cái cõi chết con đường bằng phẳng vui vẻ và dễ dãi thì không có lối thoát và cuối cùng con đường là vực thẳm của sự chết đó là con đường của những cuộc ăn chơi trác tán suốt đêm với tình dục ma túy rượu bia cờ bạc đuối xe. vui đó hấp dẫn đó nhưng rồi cùng tận cũng ở đó nhưng trong đêm đen của chân nhân loại con người không biết đi về đâu thì chúng ta thấy Chúa Giêsu chính là ánh sáng là đường đã đến ngài chỉ cho con người con đường để đi để sống hạnh phúc ta là đường là sự thật và là sự sống nhưng khi đã thấy biết được con đường rồi thì người ta không muốn biết được đi tiếp tục trên con đường đó. Bởi vì con đường mà giê -xu mời gọi là một con đường hẹp, con đường nhỏ bé, con đường của hy sinh, con đường của thập giá, con đường của từ bỏ. Đức giê -xu đã tự nguyện trở thành đường đi, dẫn con người về với Chúa Cha, về quê hương đích thực. Đồng thời, Ngài cũng chỉ là con đường để đồng hành với chúng ta trên con đường sự sống, dẫn về quê hương chân thật. Ngài đã chỉ cho con người thấy những viễn tượng tốt đẹp và huy hoàng ở cuối con đường ấy. Nơi đó có một Thiên Chúa toàn năng là cha đang mở rộng vòng tay đón chờ ta. Còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy con, ông chặt lòng thương ra ôm con và hôn con. Nơi đó, một lần nữa tiệc cưới vui vẻ và hạnh phúc kéo dài, vua kia mở tiệc cưới cho con trai mình. Và bao nhiêu điều hạnh phúc khác nữa đây không phải là một sự mơ tưởng viễn vông mà là một thực tại do chính Đức Giêsu đấng từ trời xuống nói với chúng ta. Không ai lên trời được ngoại trừ con người từ trời xuống. Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng con một là Thiên Chúa và là đấng hằng sống ở trong cung lòng của Chúa Cha. Chính người đã tỏ hiện cho chúng ta biết. Cho nên, đạo công giáo không phải là một mớ kiến thức, những niềm đều phải tin, mà là một viễn cảnh rất đẹp rất huy hoàng ở tương lai. Khi con người kết thúc sự sống ở trần gian này, họ sẽ về nhà cha và sẽ được cha đón tiếp vào nhà dành cho con cái người nhờ Đức Giêsu Kitô là đường, là sự thật và là sự sống cho con người. Và chúng ta thấy Đức Giêsu chính là hiện thân của Chúa Cha. Ai thấy thầy là thấy Cha. Đức Giêsu đã đáp ứng nguyện vọng của Thánh Tông đồ Philippe Chính Ngài đã mặc khải rõ ràng cụ thể nhất về Cha, cả cuộc đời Đức Giêsu là để làm theo ý Cha, làm minh chứng Cha và trao ban cho mọi người. Vì vậy, nếu chúng ta muốn tôn thờ Thiên Chúa cho đúng đắn, cho phải đạo thì chúng ta phải quy về Chúa Kitô, lấy Chúa Giêsu làm điểm tựa, kéo chúng kéo rồi chúng ta khỏi bị lừa, bị lừa dối mình, phải tôn thờ một Thiên Chúa giả tạo một thiên chúa do sản phẩm của con người làm nên thiên chúa đích thực là thiên chúa do đức giê xu mặc khải và ngài là hình ảnh của thiên chúa chân thật đó ước gì chúng ta biết soi mình vào cuộc đức giê xu kitô và noi gương thánh philip phê và jacob mà chúng ta mừng kính hôm nay và ngày hôm nay trong tin mừng chúng ta thấy trong bữa tiệc ly chúa giê xu đã giải thích cho các tông đồ người sửa soạn chỗ cho họ ở trên trời để họ được ở với Ngài mãi mãi. Và họ biết cách để đến nơi đó. Cuộc hàng huyên ấy cứ tiếp tục. Các tông đồ đều nêu câu hỏi và Thầy Chí Thánh trả lời. Lúc ấy, Philippe nêu lên một con câu hỏi dường như lạc lõng. Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy cha và như thế là đủ cho chúng con. Khi nghe câu nói đó, Chúa Giêsu đã trách yêu người môn đệ thầy đã ở với con bấy lâu rồi mà con vẫn chưa biết thầy sao hỡi Philippe hãy ai nhìn thấy thầy là đã nhìn thấy cha thầy sao con lại nói xin tỏ cho chúng con thấy cha có lẽ nhiều lần chúa Giêsu cũng phải trách chúng ta như đã trách Philippe thầy đã ở với con bấy lâu rồi mà con vẫn không nhận ra thầy sao chúa có thể kể cho chúng ta hết trường hợp này đến trường hợp khác những lần chúng ta có lẽ đã bị áp lực hoàn cảnh mà quên mất mình là con cái của Chúa và sự gần gũi của Ngài. Chúng ta thấy lời đáp của Chúa Giêsu dành cho tông đồ là điều an ủi. Chúng ta cũng nhận ra nơi vị tông đồ ấy hình ảnh con người tính cách của chúng ta. Chúa Giêsu mặc khải về Chúa Cha, nhân tính của Chúa Kitô là con đường để nhận biết và yêu mến Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Cách không thế thông thường để nhận biết ba ngôi là chim ngắm Chúa Kitô. Nơi người, chúng ta có thể mặc khải túi chung về Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chính người đã đến bổ túc và hoàn tất mặc khải bằng tất cả sự hiện diện của người và tỏ mình qua lời nói cũng như việc làm, dấu chỉ và phép lạ, nhất là qua cái chết và sự sống lại vinh quang sau cùng của Chúa Giêsu và thần chân lý đến người đã xác nhận Thiên Chúa hàng ở với chúng ta để giải thoát chúng ta khỏi bóng tối tội lỗi rồi cho chúng ta sống lại và được sống đời đời. Chúa Kitô đã làm cho cuộc đời của chúng ta được sung mãn. Thánh Augustino đã nói Thiên Chúa đủ cho bạn rồi. Ngoài người ra không có gì có thể làm được như thế. Thánh Philippe đã hiểu điều này rất rõ khi nói rằng Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy cha và như thế là đủ cho chúng con rồi chúng ta đã có một niềm xác tín như thánh philippe chưa đó là câu trả lời của mỗi chúng ta